Chào mừng tất cả các bạn quay trở lại với kênh Thúy Trần Bất Động Sản Bình Dương. Ngày hôm nay Thúy Trần đang có mặt tại dự án Lộc Phát nằm tọa lạc tại Long Nguyên, Bầu Bàng các bạn ạ. Đây là một trong những dự án mà do bên công ty Nam Dương triển khai, và hiện tại thì các bác công nhân cũng như anh kỹ sư và chủ đầu tư của chúng ta đang tiến hành xây trường mầm non để hoàn tất các thủ tục để ký chuyển nhượng cho khách hàng vào tháng 6 này ạ. Vâng, hiện tại thì trường đã xây xong phần móng và đang bắt đầu lên tấm đây ạ. Vâng, đây là toàn bộ quỹ đất của khu dự án Lộc Phát của chúng ta. Bao xung quanh dự án Lộc Phát của chúng ta là các khu công nghiệp, xí nghiệp, tư nhân các bạn nhé. Cạnh ngay với quỹ đất để dùng để xây trường mầm non thì là khu quỹ đất của khu công viên cực kỳ đẹp và thoáng mát đúng không ạ? Vâng, và bây giờ xin mời cả nhà chúng ta cùng ngắm một dòng để xem thấy được rằng dự án Lộc Phát của chúng ta hôm nay đẹp ra sao và phát triển ra sao nhé. Vâng, do sự thay đổi mới về mặt đất đai cũng như là chỉnh sửa về vấn đề làm dự án và ký chuyển nhượng nên là bắt buộc là các dự án sẽ động thổ và khởi công xây trường mầm non trước khi ký chuyển nhượng cho khách hàng của chúng ta. Vâng, hiện tại phần móng là cái phần mà chiếm nhiều thời gian nhất thì đã được làm gần như là hoàn tất rồi các bạn. Bây giờ bắt đầu là lên phần tắm các bạn. Còn bây giờ thì đang có mặt trong khu công viên. Khu công viên của dự án Lộc Phát của chúng ta cực kỳ đẹp và thoáng đãng đúng không ạ? Được chăm sóc cực kỳ kỹ lưỡng. Vâng, chúng ta cùng đi dạo một vòng xung quanh khu công viên này của chúng ta. Và cũng thông báo cùng với anh chị các bạn, tất cả quý anh chị các bạn chúng ta quan tâm đầu tư tại đất Bầu Bàng, đặc biệt là dự án Lộc Phát thì có thể liên hệ trực tiếp cho Thúy theo số hotline 0974594548. Và trong thời gian tiếp theo vào tháng 4 thì sẽ có dự án Eden do công ty Nam Dương mở bán hơn một năm trước sẽ được ký chuyển nhượng cho khách hàng. Và đến tháng 6 khi mà hoàn tất xong trần vấn đề xây dựng trường mầm non thì dự án Lộc Phát này cũng sẽ được ký chuyển nhượng. Cùng với đó là dự án Victory City nằm tọa lạc tại Tân Lập cũng sẽ được ký chuyển nhượng quý anh chị nhé. Đây ạ, chúng ta cũng ngắm nhìn. Các bác công nhân và anh kỹ sư cực kỳ làm gấp rút công trình cho đảm bảo cái vấn đề thi công để sớm đã sổ ạ. Đây, bao xung quanh của chúng ta là các cụm khu công nghiệp cực kỳ đẹp các bạn. Và chúng ta cùng ngắm nhìn này, đường thì là đường nhựa, hệ thống điện, rồi hệ thống nước đều đã được hoàn tất toàn bộ này đấy ạ. Công dự án đã được nghiệm thu. Xã Long Nguyên là một trong những xã ngày trước đây thuộc về khu vực quản lý của Bến Cát. Rồi sau đó khi thành lập huyện Bầu Bàng cách đây 7 năm thì xã Long Nguyên được tách về cùng với Bầu Bàng để cùng với lại khu vực Bầu Bàng của chúng ta phát triển. Vâng, và bây giờ thì sẽ xin tạm thời kết thúc video tại đây. Hẹn video sau thì sẽ giới thiệu cụ thể hơn từng cái tiến độ thi công công trình xây trường mầm non và hẹn ngày ký chuyển nhượng cho khách hàng của chúng ta vào tháng 6 này nhé. Vâng, xin chào và hẹn gặp lại.